Bản tin chọn lọc ngày 2 tháng 9 Tại Việt Nam, các quy định mới có hiệu lực từ tháng 9, điện thoại củ gạch chính thức bị khai tử. Cư dân mạng phẫn nộ khi xe của Trung Quốc dùng bản đồ Việt Nam thiếu tỉnh Hà Giang. Hải quân Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo đang bị đối phương chiếm đóng. Tư lệnh không quân Ukraine lên tiếng sau khi bị sa thải sau vụ rơi tiêm kích F-16. Một báo cáo mới cho thấy một nửa thế giới không có nước uống an toàn Chiến lược chống lại sự quấy rối kiểu chiến tranh vùng xám của Đảng Cộng sản Trung Quốc Chào mừng quý vị đến với bản tin chọn lọc ngày 2 tháng 9 của Đại Kỳ Nguyên. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu là phần tin tại Việt Nam. Thưa quý vị, một số chính sách và quy định nổi bật có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 tại Việt Nam như sau. Hướng dẫn phương pháp lập giá bán điện bình quân. Thông tư số 09/2024 của Bộ Công Thương quy định tính toán giá bán điện bình quân sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 9. Theo đó, giá bán điện bình quân hàng năm và trong năm được tính toán dựa trên các chi phí khâu phát điện, chi phí dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí mua các dịch vụ truyền tải điện, phân phối, bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. Chi phí điều hành quản lý ngành trong giá bán điện bình quân hàng năm trên trong năm. Theo đó, giá bán điện bình quân hàng năm và trong năm được tính toán dựa trên các chi phí khâu phát điện, chi phí dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí mua các dịch vụ truyền tải điện, phân phối, bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực. Chi phí điều hành quản lý ngành trong giá bán điện bình quân hàng năm hoặc trong năm. Khai tử điện thoại cục gạch. Sau ngày 15 tháng 9 Bộ Thông tin Truyền thông sẽ dừng hoạt động hoàn toàn hệ thống 2G trên toàn quốc. Như vậy, từ thời điểm này, điện thoại cục gạch chỉ hỗ trợ công nghệ 2G sẽ không thể nghe gọi được nữa. Về lộ trình dừng công nghệ 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ ngày 16 tháng 9, hệ thống 2G sẽ ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng máy điện thoại 2G nghe gọi Trừ một số trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao kết nối vào mạng GSM cho mục đích truyền nhận dữ liệu giữa thiết bị với thiết bị hoặc cung cấp dịch vụ tại những khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà Giàn, DK. Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 9, sẽ chính thức áp dụng các tiêu chuẩn mới trong xét thăng hạng viên chức chuyên ngành y dược, dân số, theo thông tư số 11 và quy định mới về số lượng cấp phó của các cơ quan đơn vị theo Nghị định số 83. Tiếp theo, Kính thưa quý vị, rất nhiều cư dân mạng Việt Nam đã bày tỏ sự bất bình phẫn nộ trước việc thương hiệu xe của Trung Quốc MG sử dụng bản đồ Việt Nam nhưng lại thiếu mất tỉnh Hà Giang. Theo báo Thanh niên, sự việc xảy ra khi thương hiệu xe Trung Quốc vào hôm 28 tháng 8 tung đoạn video giới thiệu và mở bán dòng xe sedan MG7 đăng tải trên fanpage MG Việt Nam có hơn 60.000 người theo dõi. Nhiều cư dân mạng sau đó đã phát hiện ở dây thứ 16 có xuất hiện hình ảnh bản đồ Việt Nam, tuy nhiên lại thiếu mất tỉnh Hà Giang. Điều này đã dấy lên một làn sóng phản đối thương hiệu xe của Trung Quốc. Có người cho rằng MG quá cầu thả trong việc ra mắt sản phẩm, trong khi có người đánh giá MG không tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, đồng thời kêu gọi tẩy chay. Trước làn sóng giận dữ của đông đảo cư dân mạng, MG Việt Nam vào ngày 30 tháng 8 đã cho biết họ đã tiếp nhận các phản ánh và ngay lập tức gỡ bỏ video có chứa bản đồ Việt Nam thiếu tỉnh Hà Giang. Phía MG cũng gửi lời xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc ngoài mong muốn. Họ cũng cam kết luôn tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật Việt Nam cũng như ý thức rõ ràng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Được biết, MG là thương hiệu xe xuất xứ từ Anh Quốc, tuy nhiên hiện đang thuộc sở hữu của SAIC Motor, một doanh nghiệp sản xuất ô tô nhà nước của Trung Quốc. Tin tiếp theo Hôm 31 tháng 8, báo Dân Trí đã đăng tải các hình ảnh cho thấy lực lượng hải quân Việt Nam vừa diễn tập chiếm lại đảo đang bị đối phương chiếm đóng. Theo đó, một ngày giữa tháng 8, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thuộc quân đội Việt Nam đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại một hòn đảo trên biển. Tình huống giả định là hòn đảo thuộc chủ quyền Việt Nam bị địch chiếm. Quân địch đã thiết lập lớp phòng ngự ven bờ và các công sự sâu bên trong. Nhiệm vụ của quân đội Việt Nam là sử dụng lực lượng hải quân đánh bộ hiệp đồng với các đơn vị chiếm lại đảo này. Lực lượng chủ chốt trong buổi diễn tập là Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147. Lực lượng phối hợp là các tàu đổ bộ của Lữ đoàn 169. Cuộc diễn tập được mô tả bắt đầu vào lúc dạng sáng. Các tàu đổ bộ tiến gần hòn đảo, mở cửa mũi cho xe tăng lội nước PT-76 xuất kích. Kiếp lái xe tăng thực hiện kỹ thuật phức tạp khi vừa lội nước vừa khai hỏa tiêu diệt lực lượng của địch ở ven bờ. Sau loạt pháo tăng, các chiến sĩ hải quân đánh bộ sử dụng xuồng chở quân tiến lên bờ biển với nhiệm vụ đánh cửa mở và tiêu diệt toàn bộ lớp phòng ngự ven biển của quân địch. Sau khi đã kiểm soát được khu vực ven bờ, chiếc tàu vận tải thứ hai ủi vào bãi cát, đưa các khẩu đội súng DKZ lên bờ để tăng cường hỏa lực cho giai đoạn 2. Giai đoạn này, các binh sĩ sẽ luồn sâu vào giữa đảo, phối hợp với xe thiết giáp lội nước BTR-60PB, xe tăng PT-76 khai hỏa tiêu diệt lô cốt công sự kiên cố của địch. Đáng chú ý, bản tin của báo Dân Chí được đăng tải sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang gặp gỡ người đồng cấp Philippines Jim Beto Tedoro tại Manila hôm 30 tháng 8. Tại đây, báo chí quốc tế ghi nhận hai bộ trưởng đồng ý gia tăng hợp tác quốc phòng và quân sự. Thông tin Hải quân Việt Nam diễn tập chiếm lại đảo cũng được đưa ra trong bối cảnh nguồn tin của Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tiết lộ. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ thăm Mỹ từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9. Tại Washington DC, Đại tướng Phan Văn Giang dự kiến sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. Chuyển đến điểm nóng Trung Đông Houthi thừa nhận tiến hành vụ tấn công tàu chở hàng ở Vịnh Aden. Ngày 31 tháng 8, lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn tuyên bố rằng đã tấn công một tàu chở hàng ở Vịnh Aden, trong khi một lực lượng hải quân đa quốc gia cho biết hai hỏa tiện đã phát nổ gần một tàu treo cờ Liberia. Người phát ngôn của lực lượng Houthi, Yahya Saleh đã nói rằng con tàu đã bị trúng đạn và đây là lần thứ hai nó bị tấn công sau một sự cố tương tự xảy ra vào ngày 3 tháng 8. Trước đó, Trung tâm Thông tin Hàng hải chung, JMIC, do Liên minh Hải quân phương Tây điều hành, đã thông báo rằng tàu Groton đã bị hai hỏa tiễn đạn đạo tấn công khi cách vịnh Aden 130 hải lý về phía đông quân quân Houthi đã tiến hành một chiến dịch chống lại hoạt động vận chuyển quốc tế qua Biển Đỏ và Vịnh Aden nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong bối cảnh xảy ra cuộc chiến tranh giữa Israel Hamas ở giải Gaza. Tiếp theo là một diễn biến liên quan đến chiến sự tại Đông Âu. Cựu tư lệnh không quân Ukraine đã đưa ra bình luận đầu tiên kể từ khi ông bị sa thải. Vài ngày sau khi một phi công thiệt mạng trong vụ rơi tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp cho quân đội của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky đã sa thải Trung tướng Mykola Olechuk vào hôm 30 tháng 8, 4 ngày sau khi chiếc F-16 bị rơi vào ngày 26 tháng 8, khiến Trung tá Oleksiy Mes thiệt mạng. Trung tướng Anatoly Karivonosko đã được bổ nhiệm làm quyền tư lệnh không quân Ukraine. Xác lệnh này được công bố trên trang web của Tổng thống Ukraine. Xác lệnh đã không nêu lý do sa thải, Ông Zelensky cho biết rằng, chúng ta cần bảo vệ mọi người, bảo vệ nhân sự, chăm sóc tất cả quân nhân của chúng ta. Trên mạng Telegram, ông Olechuk đã không đề cập đến lý do mình bị sa thải, nhưng lại trích dẫn lời của cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny. Vị tướng quân đội nổi tiếng cũng đã bị ông Zelensky sa thải vào tháng 2 năm nay. Bài đăng của ông Olechuk cho biết, dù có khó khăn đến đâu đối với chúng tôi, chắc chắn sẽ không có gì phải xấu hổ. Theo báo cáo, vụ tiêm kích rơi khiến phi công Mes thiệt mạng trong một loạt hỏa tiễn của Nga. Trong khi hàng loạt cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa các chính trị gia về việc ai phải chịu trách nhiệm. Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy dấu hiệu hỏa lực từ một hệ thống hỏa tiễn Patriot có thể đã bắn hạ chiếc F-16. Tờ New York Times của Mỹ đưa tin trích dẫn lời của một quan chức phương Tây giấu tên. Chính trị gia của Ukraine Mariana Belusla, thành viên của Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, cũng đã báo cáo điều này và nói rằng có một thứ văn hóa dối trá trong lực lượng không quân và trong bộ tư lệnh cấp cao của Ukraine. Ông Olechuk đã cáo buộc chính trị gia Belusla làm mất uy tín của giới lãnh đạo quân đội Ukraine. Vào đầu tháng 8, Ukraine đã nhận được lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên mà họ đã mong đợi từ lâu và hy vọng sẽ thay đổi tính toán chiến trường cho lực lượng của Kyiv. Trung tá MES nằm trong một số phi công Ukraine được đào tạo để sử dụng phi cơ thế hệ thứ tư tại Đan Mạch. Vào tháng 2 năm nay, Trung tá Mes đã nói với phương tiện truyền thông của Ukraine rằng khóa đào tạo đã được rút gọn và việc lái phi cơ này giống như chuyển từ Nokia thẳng sang iPhone, không cần tất cả các bước trung gian. Phi công Mes thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và đến thăm Washington để vận động Hoa Kỳ gửi chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Nhiều lời tri ân trên mạng xã hội đã được dành cho phi công Mes kể từ vụ tai nạn Hãng Newsweek đã cho hay, bên cạnh việc mất đi một phi công tài năng, việc mất đi một trong những chiến đấu cơ đắt đỏ mà Kyiv mong chờ đã giáng một đòn mạnh vào lực lượng của Ukraine. Khoảng 65 chiến đấu cơ F-16 đã được các nước NATO cam kết cung cấp kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép gửi các phi cơ do Hoa Kỳ sản xuất tới Ukraine vào tháng 8 năm 2023. Chuyển đến một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, các trang trại bò sữa ở California, tiểu bang sản xuất sữa lớn nhất của nước Mỹ, đã phát hiện 3 đàn bò dương tính với cúm gia cầm. Theo thông báo của Sở Nông nghiệp California vào hôm 30 tháng 8 được hãng thông tấn Reuters trích dẫn, các ca nhiễm này đã mở rộng đợt bùng phát virus H5N1 trong đàn gia súc bò sữa ở Mỹ lên 14 tiểu bang. Theo số liệu liên bang, từ tháng 3 đến nay đã có hơn 190 đàn bò bị nhiễm bệnh cùng với 13 công nhân tại các trang trại bò sữa và gia cầm. Việc virus lây lan từ các loài chim sang bò đã làm dấy lên lo ngại nó có thể thích nghi và lây lan sang người. Các quan chức liên bang cho biết, cúm gia cầm có nguy cơ thấp đối với cộng đồng nói chung và quá trình tiệt trùng sẽ vô hiệu hóa virus trong sữa. Không có trường hợp nào lây nhiễm sang người được xác nhận ở California. Theo Sở Nông nghiệp và Thực phẩm California, theo thông cáo, các đàn bò nhiễm bệnh nằm ở vùng thung lũng trung tâm của bang bắt đầu xuất hiện triệu chứng vào ngày 25 tháng 8. Các trang trại bị nhiễm bệnh đã được cách ly, những con bò bệnh được cách ly và điều trị tại trang trại, trong khi những con bò khỏe mạnh vẫn được phép tiếp tục vận chuyển sữa để tiệt trùng. Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ, USDA đã cho biết họ đang tiến hành xét nghiệm để xác nhận các trường hợp ở California. USDA cũng cho biết họ đang làm việc chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Thực phẩm California nhằm kiểm soát sự lây lan của virus. Thưa quý vị, một báo cáo mới cho thấy một nửa thế giới không có nước uống an toàn. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science đã cho thấy hơn một nửa dân số toàn thế giới, khoảng 4,4 tỷ người, không thể tiếp cận nguồn nước uống được quản lý an toàn. Con số này cao gấp đôi ước tính của tổ chức Y tế thế giới WHO vào năm 2022. Tuy nhiên, báo cáo chỉ xem xét khả năng tiếp cận nước sạch ở các nước có thu nhập thấp và trung bình nghĩa là con số này có thể sẽ lớn hơn nếu như tính đến tình trạng tiếp cận nước sạch kém ở các nước có thu nhập cao hơn. Nhà nghiên cứu chính Esther Greenwood đến từ đại học ETH Zurich Thụy Sĩ đã cho biết rằng thông tin mà chúng tôi có chỉ ra tỷ lệ ô nhiễm rất cao. Những con số mới này xuất phát từ những phương pháp tinh vi hơn để thu thập dữ liệu về ô nhiễm nước. Nghiên cứu của Greenwood được tiến hành để lấp đầy những khoảng trống dữ liệu hiện có. Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu vệ tinh và thông tin khảo sát hộ gia đình rồi phân tích bằng trí tuệ nhân tạo AI để xác định khu vực tiếp cận nguồn nước an toàn và không an toàn. Nước uống không an toàn có nguy cơ gây ra nhiều bệnh truyền nhiễm qua đường nước nghiêm trọng như bệnh tả, kiết lỵ, thương hàn và các bệnh ít nghiêm trọng hơn như norovirus. Để được coi là quản lý an toàn, nước phải có sẵn khi cần, tại chỗ và không bị ô nhiễm, đồng thời được thiết kế để cung cấp một cách an toàn tới người dân. Theo nghiên cứu Ngoài việc đại diện cho hơn một nửa dân số toàn cầu, 4,4 tỷ người không có nước uống an toàn còn chiếm tới 2 3 số người sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Khả năng tiếp cận nước uống an toàn của người dân phụ thuộc vào tình hình địa lý, văn hóa xã hội và kinh tế tại địa phương cũng như quốc gia nơi họ sinh sống. Người dân ở các vùng nông thôn nghèo thường gặp khó khăn lớn nhất trong việc tiếp cận nước sạch. Năm 2022, WHO ước tính rằng gần 500 triệu người trên toàn thế giới đang lấy nước từ các giếng, sông, ao và hồ không được bảo vệ. Chuyển đến một thông tin khác. Tàu vũ trụ của Boeing sắp trở về, bỏ lại hai phi hành gia mắc kẹt trên ISS. Theo đài CNN đưa tin, sau 12 tuần mắc kẹt tại trạm vũ trụ quốc tế ISS vì trục trặc động cơ, tàu vũ trụ Starliner của hãng Boeing cuối cùng đã được ấn định thời điểm trở về trái đất vào ngày 6 tháng 9 nhưng không có hai phi hành gia đi trên con tàu này trước đó. Chiếc tàu dự kiến sẽ hạ cánh tại cảng vũ trụ White Sands ở tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Còn hai phi hành gia từng đi trên con tàu này là Butch Wilmore và Suni Williams sẽ ở lại trạm ISS. Như đã biết, vào ngày 24 tháng 8, NASA đã thông báo về vấn đề dò dỉ khí và hệ thống đẩy của Starliner, xác định rằng chiếc tàu không đủ an toàn để đưa phi hành đoàn trở về. Hai phi hành gia Williams và Winmore được lên kế hoạch trở về trái đất bằng tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX vào khoảng tháng 2 năm sau. Theo trang CNN, việc tàu Starliner có thành công trở về trái đất hay không sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với tương lai chương trình phát triển tàu vũ trụ của tập đoàn Boeing. Nếu chuyến bay gặp sự cố hoặc NASA cuối cùng không cấp chứng nhận an toàn để tiếp tục thực hiện chương trình thì đây sẽ là một đòn giáng nữa vào danh tiếng vốn đã bị tổn hại của Boeing các chuyến bay thử nghiệm này và quá trình thiết kế lại tàu Starliner có thể sẽ khiến Boeing thiệt hại lên tới hàng triệu đô la, cùng với khoản lỗ khoảng 1,5 tỷ đô đã ghi nhận trong chương trình Starliner. Ngay cả khi chuyến bay trở về của tàu Starliner diễn ra tốt đẹp, NASA vẫn phải đưa ra quyết định về việc có nên cấp chứng nhận an toàn cho tàu vũ trụ này hay không, khi mà nó đã không hoàn thành nhiệm vụ như dự định. Thưa quý vị, theo hãng tin AP, vào đầu giờ sáng ngày 31 tháng 8 theo giờ địa phương, việc chặn mạng xã hội X đã bắt đầu ở Brazil. Nền tảng này không còn khả dụng trên mạng Internet và thông qua ứng dụng di động. Nguồn tin cho hay, việc chặn mạng xã hội X ở Brazil đã gây chia rẽ giữa người dùng và chính trị gia về tính hợp pháp của lệnh cấm được thông qua. Được biết, kể từ khi mạng này bị chặn, nhiều người ở Brazil cảm thấy khó khăn, nghi ngờ khi sử dụng các mạng xã hội khác thay thế. Trong số nhiều người dùng chia sẻ cảm xúc bị mất kết nối với thế giới, nhà văn giải trí Chico Barney đã viết trên ứng dụng Treat. Tôi có cảm giác rằng mình không biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này. Thật kỳ lạ. Hãng AP cũng dẫn lời một sinh viên 18 tuổi chia sẻ rằng không có nền tảng này cô cảm thấy mất kết nối. Cô nói, tôi đã mất liên lạc với những gì đang diễn ra trên thế giới. Đầu năm 2024, thẩm phán tòa án tối cao Brazil Alexandre de Moraes đã ra lệnh cho mạng xã hội X đình chỉ hàng chục tài khoản bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch. Chủ sở hữu hiện tại của nền tảng X, tỷ phú Elon Musk, đã lên án lệnh này là kiểm duyệt và phản ứng bằng cách đóng cửa các văn phòng của mạng xã hội này tại Brazil. Theo lệnh tòa án được công bố trên mạng xã hội X vào lúc 6 giờ tối theo giờ địa phương ngày 28 tháng 8, thẩm phán Alexandre de Moray đã yêu cầu ông Musk chỉ định một đại diện pháp lý mới cho X Brazil nhằm đáp ứng đơn khởi kiện công ty công nghệ này. Ông De Moraes đã tuyên bố nếu như ông Musk không tuân thủ yêu cầu trong vòng 24 giờ thì tòa án sẽ đình chỉ ngay lập tức hoạt động của X tại Brazil. Hẳn hồi ngay lập tức án lệnh của Tối cao pháp viện Brazil, ông Musk vào ngày 29 tháng 8 đã đăng trên X một bức ảnh AI mô tả thẩm phán De Moraes sau song sắt kèm theo đoạn nội dung viết rằng: "Một ngày nào đó, Alexandre, cảnh ông ở trong tù sẽ trở thành hiện thực. Hãy nhớ lời tôi nói." Vì vậy, thẩm phán Morey đã quyết định cấm mạng xã hội X trên lãnh thổ đất nước cho đến khi mạng này tuân thủ các lệnh liên quan. Trước giờ mạng xã hội X bị cấm, rất nhiều người dùng Brazil đã tìm kiếm cách sử dụng VPN để lách luật, tiếp tục sử dụng mạng xã hội này. Tuy nhiên điều này có thể khiến họ bị trả giá bằng các khoản tiền phạt lên tới 8.900 đô la Mỹ nếu sử dụng VPN trái phép. Theo hãng thông tấn AP, hãng AP cũng chỉ ra rằng Brazil là một trong những thị trường lớn nhất của mạng X với hàng chục triệu người dùng. Mạng X không phổ biến ở Brazil như Facebook, Instagram, YouTube hay TikTok, nhưng X vẫn là một nền tảng quan trọng để người Brazil tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị. Mạng X cũng có ảnh hưởng lớn đến các chính trị gia, nhà báo và những người định hình dư luận xã hội. Tiếp theo là một phân tích và bình luận: Chiến lược chống lại sự quấy rối kiểu chiến tranh vùng xám của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bành trướng ra bên ngoài thông qua chiến lược vùng xám, gây ra sự cảnh giác cao độ trong các nước trong khu vực. Các chuyên gia kêu gọi Đài Loan, nơi đang bị đe dọa sâu sắc bởi sự xâm lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hãy học hỏi từ Philippines và sử dụng chủ động minh bạch thông tin để chống lại sự áp bức và các mối đe dọa trong vùng xám của Bắc Kinh. Thông tấn xã Trung ương Đài Loan đưa tin rằng, Liên minh Đài Loan Vĩ đại đã tổ chức một hội thảo truyền thông về chiến lược ấn độ Dương Thái Bình Dương vùng xám của Trung Quốc vào ngày 8 tháng 8. Mời ông Ray Power, giám đốc chương trình Sea Light, tại Trung tâm Đổi mới An ninh Quốc gia Guardian North thuộc Đại học Stanford, để thảo luận về ảnh hưởng và mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các nước láng giềng. Ông Power cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc củng cố vị thế lãnh đạo ở Biển Đông thông qua các chiến lược vùng xám bất đối xứng, bao gồm các hoạt động xây dựng trên các đảo và dạng san hô ở Biển Đông hoặc tích cực khai triển lực lượng bán quân sự, thậm chí sử dụng sức mạnh quân sự hàng hải để đe dọa hoặc ép buộc các nước láng giềng. Điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến trật tự quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, làm tan rã chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở trước đây và biến nó thành một hệ thống chiều cống khu vực tập trung vào Trung Quốc. Khi căng thẳng ở Biển Đông ngày càng nóng lên, Philippines đã phát động một cuộc chiến tuyên truyền với Đảng Cộng sản Trung Quốc trên trường quốc tế bằng cách công bố một loạt hình ảnh về các hành động cưỡng bức của cảnh sát biển Trung Quốc. Điều này bao gồm việc mời các phương tiện truyền thông đến Biển Đông để phỏng vấn và lắp đặt camera trên tàu để ghi lại hiện trường. Điều này nhằm làm nổi bật các hành động ngày càng hung hăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã thành công trong việc khiến cộng đồng quốc tế bắt đầu chú ý hơn đến tình hình ở Philippines. Hoa Kỳ cũng đã cung cấp cho Philippines 500 triệu đô la viện trợ quân sự trong năm nay. Các quỹ này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng tại Quốc hội Hoa Kỳ và có thể tăng gấp đôi trong năm tới. Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ, Jose Manuel Romualdez đã cho biết rằng các quỹ này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng tại Quốc hội và có thể tăng gấp đôi vào năm tới. Lấy xung đột hàng hải giữa Trung Quốc và Philippines làm ví dụ, ông Power đã chỉ ra rằng Chiến lược vùng xám của Bắc Kinh ở Biển Đông ngày càng trở nên rõ ràng trong những năm gần đây và các hành động của họ về cơ bản là mờ ám và lừa đảo, để Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải gánh chịu hậu quả của hành vi hung hăng như vậy, chẳng hạn như làm mất uy tín, do đó khiến chính quyền Trung Quốc trở nên hung hăng hơn. Chính phủ ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả các bộ máy quan liêu, thường thực hiện những hành động bảo thủ nhất và rất kém trong việc công bố thông tin liên quan, khiến người dân ở nhiều quốc gia khác nhau khó biết được những hành động vùng xám của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông tin rằng một kế hoạch minh bạch tích cực và chủ động là một trong những cách để đối phó với sự quấy rối vùng xám của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không chỉ sử dụng văn bản mà còn tích cực công bố hình ảnh về cuộc xung đột để thế giới có thể nhìn rõ các hành động phi pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sự quấy rối. Không những có thể đánh thức và đoàn kết người dân trong nước mà còn giành được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Ông Power cho biết, trọng tâm của hoạt động chiến lược minh bạch không phải là liệu Philippines có thành công trong việc giành lại lãnh thổ hay không, mà là tăng cường khả năng phục hồi quốc gia. Điều này sẽ bảo đảm an toàn cho các nhân viên thực thi pháp luật tuyến đầu và cả người dân, tăng ngân sách quốc phòng của chính phủ Philippines và thiết lập quan hệ đối tác sâu sắc hơn giữa Philippines và các đồng minh dân chủ khác. Trong những năm gần đây, những hành động vùng xám của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại Đài Loan ngày càng gia tăng và nguyên trạng được cả hai bên eo biển Đài Loan duy trì trong nhiều thập niên liên tục bị xói mòn. Đầu năm nay, một tàu cảnh sát biển Đài Loan đã truy đuổi ngư dân của Trung Quốc vượt biên để đánh cá bất hợp pháp. Một vụ va chạm đã khiến hai người thiệt mạng. Do cảnh sát biển Đài Loan không thể quay video thực thi pháp luật, nên cảnh sát biển Trung Quốc đã lấy lý do này để thường xuyên xâm phạm vùng biển hạn chế của Kim Môn. Chuyên gia Ngô Ân Nông, người sáng lập Liên minh Đài Loan vĩ đại cho biết, Khái niệm cốt lõi mà diễn đàn này truyền tải là một kế hoạch chủ động và minh bạch để cả thế giới và công chúng Đài Loan có thể thấy rõ chính quyền Trung Quốc và cảnh sát biển Trung Quốc tiếp tục thực hiện một số hành động đe dọa và vô lý trong vùng xám như thế nào. Ông Ngô Ân nông cũng chỉ ra thêm rằng chính phủ Đài Loan có xu hướng ngày càng minh bạch hơn, tuy nhiên họ cũng học được bài học từ sự kiện Kim Môn bởi không có sự thật nếu không có hình ảnh, điều này khiến tranh chấp không thể giải quyết được, buộc Đài Loan phải thỏa hiệp ở một mức độ nhất định. Ông cũng cho rằng hành động công khai minh bạch là lợi thế của các nước dân chủ có thể tránh leo thang xung đột đồng thời bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đôi khi dù có bao nhiêu tàu chiến, chúng cũng không thể tốt bằng một video được tải lên bằng điện thoại di động. Không chỉ các cuộc tuần tra thực thi pháp luật ở tuyến đầu phải minh bạch hơn, mà ngay cả ngư dân Đài Loan cũng có thể góp phần ghi lại những gì thực sự xảy ra trên biển theo thời gian thực, và thậm chí cả những gì xảy ra đối với họ để vạch trần hành vi phi pháp của chính quyền Bắc Kinh thưa quý vị bản tin chọn lọc của đại ký nguyên xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin thân ái chào tạm biệt